quý vị, TikTok là nền tảng video và mạng xã hội đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay. Có rất nhiều thử thách trào lưu được tạo ra từ mạng xã hội này. Nổi bật gần đây là có thử thách tàng hình hay Invisible Challenge đã sớm được TikTok đẩy lên hiển thị xu hướng. Trò này khuyến khích chủ tài khoản quay và đăng tải video cởi đồ, rồi dùng bộ lọc để che mờ các bộ phận trên cơ thể, mang tới cảm giác đang nhìn xuyên thấu. Tới đầu tháng 12, từ khóa Invisible có trên 3,2 tỷ lượt xem ở TikTok và có tới gần 28 triệu lượt xem đối với các từ khóa liên quan tới bộ lọc tàng hình. Nhiều người đã tìm tới công cụ xóa bộ lọc vì tò mò muốn xem các video gốc mà không biết là mình đã rơi vào một cái bẫy tinh vi được gian sẵn. Theo giám đốc điều hành công ty bảo mật CyberSmart Jamie Akta, trào lưu thử thách tàng hình đang bị tinh tặc lợi dụng để phát tán mã độc dưới vỏ bọc ứng dụng xóa bộ lọc. Cụ thể là hai tài khoản TikTok là Learn Cyber và CodyPTC từ ngày 11 tháng 11 năm 2022 đã đăng tải các video hướng dẫn người khác sử dụng phần mềm xóa bộ lọc tàng hình để có thể xem nội dung trên video gốc kéo được hàng triệu người xem. nạn nhân sẽ truy cập một đường dẫn cung cấp sẵn yêu cầu đăng nhập thông tin tài khoản trước khi tải được chương trình xóa bộ lọc. Nhưng CyberSmart xác nhận phần mềm người dùng tải xuống thực chất là mã độc Wasp Stealer chuyên được sử dụng để chiếm đoạt tài khoản, thẻ tín dụng, ví điện tử dữ liệu có trên điện thoại hay là máy tính. Trên GitHub, cộng đồng chia sẻ mã nguồn mở của các lập trình viên, phần mềm độc hại trên từng xuất hiện ở top thịnh hành nơi những chương trình được quan tâm nhất hiển thị, một bằng chứng cho thấy đã nhiều người mắc bẫy. Hiện tại, hai tài khoản TikTok này đã bị xóa khỏi nền tảng và GitHub cũng gỡ mã độc nấp bóng chương trình xóa bộ lọc sau khi có nhiều báo cáo vi phạm. Tuy nhiên, mối nguy và những rủi ro không phải vì thế mà đã chấm dứt. Các chuyên gia bảo mật cho rằng thử thách tàn hình vẫn tiếp tục thịnh hành, thì kẻ gian còn tìm cách để chiếm đoạt tài khoản hay là thông tin của người dùng. Lãnh đạo Cybersmart cho rằng với thuật toán của TikTok, những video có thể được lan truyền nhanh chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn, không cần biết nội dung đó là gì, nên giới tội phạm mạng đang sử dụng nền tảng này như là một công cụ để phát tán mã độc, thực thi các chiến dịch tấn công âm thầm. Bên cạnh đó, hành động quay video để lộ những phần cơ thể sử dụng bộ lọc che đi cũng tiềm ẩn rủi ro cho người dùng. Theo Tom's Guy khi một bộ lọc có thể che đi phần cơ thể như là thử thách tàng hình trên TikTok, thì cũng sẽ có ứng dụng khác được tạo ra với khả năng là xóa bỏ bộ lọc, đưa nội dung về nguyên trạng và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanh vn Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo Thanh Niên.